Kính thưa quý vị và các bạn, cây bối là một trong những loài cây dân dã phổ biến ở Việt Nam, được sử dụng rộng rãi như một phương tiện hỗ trợ trong điều trị bệnh tật. Với những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, cây bối đang được nhiều người dân quan tâm và sử dụng trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Tuy nhiên thì để sử dụng cây bối đúng cách và hiệu quả, người dùng cần biết đến các thông tin về các thành phần hóa học và tác dụng của nó, cách chế biến và sử dụng sản phẩm từ cây bối, cũng như là những lưu ý cần thiết để tránh tác hại. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây bối, những tác dụng của nó đối với sức khỏe, cách sử dụng và bảo tồn cây bối đúng cách. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cây bối là loài cây thân gỗ với chiều cao trung bình từ 5 đến 6 mét. Cây bối được trồng hay là mọc tự nhiên ở các vùng nhiệt đới. Ở nước ta, mọc chủ yếu ở các vùng Trung Du Bắc Bộ và vùng đồng bằng. Cây có nụ, lá và cành non, có mùi hương đặc trưng, mùi thơm dễ chịu. Ngoài tác dụng tạo bóng mát, lá và nụ của cây còn được ủ để nấu nước uống. Cây bối có tác dụng chữa bệnh nên được dân gian sử dụng từ lâu. Trong lá và nụ cây bối có chứa các thành phần như là tannin, chất khoáng, vitamin và tinh dầu. Các chất kháng sinh trong lá bối giúp chống lại vi khuẩn. Thông thường, lá bối để tươi, vỏ nát, nấu với nước sôi, lấy nước đặc, gội đầu, chữa chốc lở rất hiệu quả và có tác dụng chữa một số bệnh như là gút, đái tháo đường, bệnh mỡ máu, v.v. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với công dụng của lá bối, nước bối trong hỗ trợ điều trị gút. Bệnh gút là bệnh viêm khớp nặng, phổ biến. Người bệnh sẽ trải qua những cơn đau dữ dội. Nguyên nhân là do tích tụ axit uric, do tăng sản sinh từ nhiều nguồn thức ăn như là bia, rượu, v.v. Do sự bài tiết không tốt của thận, lắng đọng ở khớp nào gây đau ở khớp đó, tình trạng sưng, đỏ, đau các khớp. Lá và nụ cây bối có tác dụng là hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhiều dầu mỡ, lợi tiểu, thải độc, giúp tăng đào thải axit uric, từ đó mà giảm nguy cơ hình thành bệnh gút. Tác dụng thứ hai là hỗ trợ chữa trị bệnh ngoài da, lở ngứa, chốc đầu. Lá bối có khả năng sát khuẩn dùng để trị lở ngứa, chốc đầu và một số bệnh ngoài da. Và cách thực hiện như sau: dùng lá bối tươi, sau đó vỏ nát, nấu lá với nước sôi, nấu kỹ, lấy nước để tắm gội và rửa nơi lở ngứa, có thể dùng lá phơi khô, sắc với nước. Tác dụng tiếp theo đấy là giải khát. Nước lá bối cung cấp một số muối khoáng và vitamin cần thiết cho cơ thể. Lá bối còn có công dụng là giải khát, thanh lọc gan thận, tăng đào thải chất độc qua nước tiểu. Đối với uống nước lọc thì sau khoảng 30 đến 40 phút, cơ thể sẽ đào thải hết. Còn uống nước lá bối thì cơ thể chỉ đào thải khoảng 1/5 lượng nước đã uống. Phần còn lại sẽ được thải ra từ từ sau đó. Nhờ sự đào thải chậm sẽ giúp cơ thể không mất nước, giảm tình trạng khát nước. Và cách dùng như sau: dùng khoảng 6 đến 8 lá tươi, hơi qua lửa để lá héo lại, hãm với nước sôi, uống hàng ngày như uống trà. Và tác dụng tiếp theo là hỗ trợ tiêu hóa. Lá bối có công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Nước lá bối giúp kích thích dạ dày, tiết nhiều dịch tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn tốt hơn, ngăn ngừa đầy bụng và khó tiêu. Và tác dụng tiếp theo là hỗ trợ chữa viêm đại tràng mãn tính, đau bụng. Lá bối chứa nhiều chất dinh dưỡng, chống oxy hóa và tính kháng viêm từ tinh dầu, giúp giảm tình trạng đau bụng, khó chịu do viêm đại tràng mãn tính. Và cách thực hiện đấy là chuẩn bị 200g lá bối tươi, vỏ nát, dùng 2 lít nước sôi, ngâm trong 1 giờ để uống thay nước. Còn hỗ trợ trị đau bụng thì chúng ta sẽ dùng như sau: chuẩn bị 3 lá bối tươi, 3g vỏ ổi, 10g tiêu, núm quả chuối, thái nhỏ, phơi khô nguyên liệu, sắc với 400ml nước sôi đến khi còn khoảng 100ml. Uống 2 lần trên ngày, uống liên tục 2 đến 3 ngày. Đến cái thành phần thứ hai đấy là công dụng của nụ vối trong hỗ trợ điều trị tiểu đường. Trong nụ vối có chứa các thành phần flavonoid hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Uống nước nụ vối giúp kiểm soát đường huyết và bảo vệ tổn thương tế bào beta tuyến tụy. Và cách thực hiện đó là chuẩn bị 20g lá bối khô, sắc lấy nước, uống 3 lần trên ngày. Và tiếp theo đấy là giảm mỡ máu. Hoạt chất tannin và các vitamin trong nụ vối sẽ giúp cho gan được giải độc hiệu quả, từ đó mà ngăn ngừa nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Cách thực hiện đấy là chuẩn bị 15-20g nụ vối, hãm với nước, uống 3 lần trên ngày. Và cái thành phần thứ ba đấy là công dụng của vỏ cây vối. Vỏ cây vối có tác dụng là hỗ trợ điều trị bỏng, sẽ giúp giảm đau, hết phồng, giảm hết dịch và chống nhiễm khuẩn. Và cách thực hiện đấy là cạo bỏ vỏ thô của vỏ cây bối,
giã nát rồi hòa với nước sôi để nguội, lọc lấy nước và thoa lên vùng da bị bỏng. Và thành phần thứ tư đấy là công dụng của rễ vối. Rễ cây vối có công dụng là chữa viêm gan, vàng da, và cách thực hiện đấy là dùng 200g rễ sắc nước uống hàng ngày. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cây vối là một loài cây dân dã phổ biến tại Việt Nam với nhiều tác dụng chữa bệnh. Sử dụng nước lá vối và nụ vối thường xuyên trong chế độ dinh dưỡng sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giảm các triệu chứng bệnh tật và tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên thì để đảm bảo hiệu quả và tránh tác hại, người dùng cần biết cách sử dụng và chế biến đúng cách. Các sản phẩm từ cây vối cũng cần được sản xuất và bán ra thị trường, đảm bảo chất lượng và an toàn. Việc sử dụng cây vối là một lựa chọn hữu ích và tự nhiên để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi có nhiều bệnh tật đang hoành hành. Hơn nữa, cây vối cũng là một phương tiện giáo dục quan trọng để giới thiệu và bảo tồn văn hóa và truyền thống dân tộc. Trong nhiều năm qua, cây vối đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu về các thành phần hóa học và tác dụng của nó trên sức khỏe con người. Ngoài ra thì các nhà nghiên cứu cũng tìm ra các thành phần có trong cây vối có thể giúp ngăn ngừa và điều trị nhiều loại bệnh tật, từ loại tiểu đường đến ung thư. Tuy nhiên thì cần lưu ý rằng cây vối chỉ là một phương tiện hỗ trợ trong điều trị bệnh tật, không thể thay thế hoàn toàn cho các thuốc và chế phẩm y tế được sản xuất và kiểm dịch chất lượng. Người dùng nên tuân thủ đúng liều lượng và cách dùng được hướng dẫn bởi các chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Nói tóm lại, cây vối là một nguồn tài nguyên quý giá của Việt Nam, không chỉ có giá trị dinh dưỡng và y tế mà còn là một phần của văn hóa và truyền thống dân tộc. Việc sử dụng và bảo tồn cây vối cũng là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình. Nếu có băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại thông tin của mình ở dưới phần bình luận của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Sức Khỏe CTN Now, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng, xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.